Nha Trang vào ngày mùng 8 Tết đó, tối mùng 8 Tết nè, cũng còn rất là đông vui và nhộn nhịp. Tối mọi người đi dạo biển rất là đông, vừa có khách trong nước và khách quốc tế. Gió biển vào buổi tối rất là mát luôn, chiêu riêu. Chỗ này có múa lửa nè, rất là đông người đứng tụ tập ở đây coi múa lửa nè. Có rất là nhiều người cho mình. Đang nướng trứng Đà Lạt. Nướng trứng. Trung Quốc, khách Trung Quốc rồi cũng đông ghê luôn vậy. Rộn ràng. Dọc đây là cái hàng dừa này. Buổi trưa mấy hàng dừa này nó che bóng mém bãi cát mát lắm. Mà đa số khách quốc tế thì buổi trưa họ thích ra ngoài nắng phơi nắng này. Công viên này thì cũng có những cái dụng cụ thể dục thể thao. Sáng chiều cũng có tôi về tôi phải kiếm siêu tầm hai cái thông mới được. Để hai chút. Không. Tầm trước trong chắc là hình tròn á. Bên kia có dụng cụ thể dục thể thao không vậy? Đây là mấy cái xà đơn nè. Tối đi tập thể dục hoặc là đi dạo dọc cái tuyến đường này sát mấy biển rất là mát mẻ luôn. Gió biển view cũng ngồi vào. Thank you.
của quảng trường 24 buổi tối hôm nay cũng rất là đông. Khu vực biển gần quảng trường này, mọi người đứng sát với mé biển chơi. Đây là những hình ảnh của quảng trường 24, phía từ xa là tháp Trầm Hương vậy. Có buổi tối mọi người ngồi ở đây không gió mát kìa. Quảng trường khá là nhộn nhịp, điện sáng rực rỡ. Đây là tòa nhà Panorama. Novotel, Happy Life. Có một cái biển này, khách nội địa, khách Trung Quốc rồi khách Hàn Quốc, Kaisan rồi. Đang chơi nhiều quá trời đó. Ngồi dọc ở đây không có gió mát. Đường phố thì xe nhộn nhịp, quảng trường thì cũng rất đông du khách.
nhiều người tới khu vực của cột để chụp ảnh này. Cột là một cái điểm, cũng là một điểm nhấn này. Lên đèn rất là rực rỡ luôn, nổi bật. Ba đường Nguyễn Thị Minh Khai với con đường Trần Phú vậy. Cái ngã ba này là dễ bị kẹt xe lắm, xe đông là dễ bị ùn tắc. Bên kia là Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hàm Nghi năm xưa. Này là cái chữ 2/4 này. Đó, xe đổ dọc trên tuyến đường Trần Phú. Đây là khách sạn Novotel.
bên kia là Mường Thanh Nha Trang Center. Khách sạn Mường Thanh xe ô tô cũng để chặt kín hết luôn. Tô 47 rồi 30 rồi để dọc khu vực của công viên mé biển Trần Phú. Ở đây có những cái ghế đá buổi tối ra ngồi tập thể dục cũng như là thư giãn rất là tốt. Xem múa lửa
không được xuống đây nữa.